cuộc sống gọi chúng ta, người chiến sĩ ngành y lại lên đường. Thêm một lần tổ quốc gọi chúng ta, cùng chung tay trên tuyến đầu đất nước. Mang niềm tin bao cuộc sống đang chờ, như những bông hoa tô đẹp những mùa xuân. Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn và ứng phó với đại dịch. Với mong muốn đóng góp vào công cuộc đó, Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân cho đoàn tình nguyện gồm 25 cá nhân, trong đó có 5 giảng viên bác sĩ và 20 sinh viên y khoa để chi viện cho công tác phòng dịch tại tỉnh Đồng Tháp, một trong những tỉnh phía Nam đang có bối cảnh dịch hết sức căng thẳng. Bản thân em đầu tiên là có cảm giác đầu tiên là hơi hồi hộp và hơi lo lắng một chút, bởi vì tức là dù đã được trải qua quá trình học tập và rèn luyện ở trong trường và thực tập tại bệnh viện, nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn em được ra ngoài cộng đồng, ngoài môi trường thực tập. Mình tin rằng là bất cứ sinh viên y dược nào thì đều có mong muốn được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé với công cuộc chống dịch Covid-19 của cả nước. Mặt khác thì đây chắc chắn sẽ trở thành một kinh nghiệm vô cùng quý giá đối với chúng mình để có cơ hội được tiếp cận gần hơn đối với cả kinh nghiệm lâm sàng khi mà ra trường. Mới đầu thì gia đình mình cũng không đồng ý, nhưng mà mình đã cố gắng thuyết phục gia đình mình. Mình đã nói với gia đình là mình đi cùng với đoàn công tác của nhà trường, là các thầy cô có chuyên môn trong các lĩnh vực mà mình tham gia, nên là gia đình cũng yên tâm hơn. Thứ hai là mình có cơ hội là được trải nghiệm và được hoàn thiện bản thân mình hơn. Đoàn công tác lần này đã được tập huấn đầy đủ tại Bệnh viện E theo quy định về phòng chống dịch. Các giảng viên và sinh viên y khoa lần này sẽ là những chiến binh áo trắng tinh nhuệ, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến đang diễn ra ngày đêm ở nhiều tỉnh thành, địa phương với kẻ thù vô hình là Covid-19. Tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã trao số tiền ủng hộ của cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội cho tiến sĩ Lê Hưng, trưởng đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược. Đối với mỗi người khi mà bước chân vào ngành y, khoác trên mình cái tấm áo trắng thanh cao thì luôn ghi nhớ trong tim mình lời thầy Hippocrates và 12 điều y đức, luôn nguyện làm hết sức mình vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với bản thân tôi ngày hôm nay thì cảm thấy rất là tự hào khi đã được đại diện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội tình nguyện lên đường vào Nam hỗ trợ các đồng nghiệp miền Nam và nhân dân miền Nam chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Tôi rất tin tưởng là sau cái đợt dịch này, các em sẽ trưởng thành hơn và các em có ý thức với nghề, ý thức với cái con đường mà mình đã chọn để trở thành những người bác sĩ thực sự tận tâm, thực sự vì người bệnh, thực sự về nghề nghiệp của mình. Chuyến công tác tham gia nhiệm vụ đặc biệt lần này là một dịp để thầy và trò nhà trường cọ sát, trải nghiệm và khẳng định chuyên môn tay nghề, ý thức kỷ luật, tinh thần hỗ trợ giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đồng thời khẳng định trách nhiệm quốc gia của một trung tâm đào tạo đại học hàng đầu đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội.